Ok, nếu anh em mà đang coi một cái video nào mà thích cái server đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải và download game luôn nha. Thì ở đây, anh em nếu mà dùng trên máy tính á, anh em có thể kéo xuống và tìm có một cái ô nhỏ nhỏ như này có chữ hiện thêm nè. Anh em bấm vô, thì mình sẽ để ở đây rất là chi tiết như là tên server nè, link tải và link đăng ký, và server có mất phí hay không và bot Zalo. Thì em có mình để hai cái luôn, một cái ở dưới đây, một cái ở trên đây cho anh em nào mà muốn nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đó thì có cái group Zalo mình tạo nên em muốn vô thì có thể vô. Thì link đăng ký và link tải thì mình sẽ để ở ngay đây, anh chỉ cần click vô thì nó sẽ ra ngay link thôi. Còn nếu mà mình để những cái link như là bit.ly đồ này nọ thì anh em cứ bấm thoải mái đi, bởi vì đó là link rút gọn chứ không phải là link quảng cáo. Ok. Ok thì còn ở trên điện thoại thì em làm theo mình nha. Thì đây là cái điện thoại của mình. Thì anh em nào mà muốn tải, anh em thấy cái dấu mũi tên ở góc phải màn hình không? Ở ngay cái phần này nè. Đó, anh em chỉ cần bấm vô đó là nó sẽ ra những cái thứ như là bot Zalo nè, rồi thông tin về server như là tên server, rồi link đăng ký đồ này nọ. Anh em chỉ cần bấm vô là nó sẽ ra link. Code này vô là anh em làm trùng bà server rồi. Đó, anh em thấy không? Sách kỹ năng sơ cấp nè, bánh trung thu băng hỏa nè, và những cái sách tiềm năng kỹ năng các kiểu. Và anh em có thể thoải mái mua pet, mua những vật phẩm tại NPC Goso nha. Ok và hello, xin chào anh một cái channel của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái server ngày hôm trước, đó chính là server que. Thì hôm bữa thì mình cũng có làm về cái server này rồi, nhưng mà nay thì hôm bữa mình có review thì mình chỉ review sơ qua thôi, bởi vì mình không có thời gian hiện nay để mình coi cái server này nó có cái gì nha. Anh em nào muốn coi lại cái clip ngày hôm trước á thì có thể coi ở trên góc chữ y ở bên tay phải anh em á, anh em có thể coi ở ngay đó. Bây giờ mình sẽ coi coi trong hành trang này có cái gì nha. Ôi, có những thứ như là ba cái phong thần rồi nọ, để mình coi rương có gì không nè. Ồ, không có gì hết à. Ồ, có cả để mình xem coi mọi thứ thì có thay đổi gì không. Ồ, xét thiên vương anh em ạ. Xét thiên vương đây. Hình như là server này là server đam gốc anh em. Mình thấy đam cũng khá là bình thường, bình dân. Đó, ở đây có cái con ngộ không nè, con ngộ không này yếu, còn cái con ngộ không của mình là siêu VIP, siêu cấp VIP Pro luôn. Ở đây có những cái biệt những cái danh hiệu nè. Ồ, Bá Vương Học Viện bao đẹp luôn anh em ơi. Ồ, với cái số này của mình thì trời ơi, cái đam này bá 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 server rồi anh em ơi. Đúng rồi, anh em hình như là đam gốc thì phải, đúng rồi, đam gốc. Mà cái con admin này nó bá quá. Đây, ở trên đây nó có con admin nè, anh em có thể nhận quà tân thủ, nhận quà điểm danh hàng ngày ở đây. Điểm danh hàng ngày anh em sẽ có bao nhiêu lượng đây? 1k lượng và 500 triệu yên. Mình nghĩ là vậy. Mình nghĩ là 500 triệu yên hay 500k yên gì đó. Hay là 5 triệu yên gì đó, mình cũng không rõ, nãy cái số đó mình cũng không nhìn kịp. Bây giờ mình sẽ để mình kêu admin book tí đồ, rồi có cái đồ gì xịn xịn để mình quay cho anh em coi ha. Mình để nhập nhập thử vài cái code này coi còn sử dụng được không nha. Thì đây có một cái số code như là test server, chắc là cái này nhập rồi, đúng rồi, cái này là vẫn còn sử dụng được nha anh em. Cái test server này em sẽ nhận được 2 triệu xu yên lượng á. Rồi, tăng gì đây? Ồ, hình như là cái này nhập rồi thì anh em thì phải anh em ơi. Để mình qua ặc của mình coi. Không biết là đúng không nữa. Ồ, chuẩn chuẩn luôn rồi, chuẩn đét luôn. Mình sẽ đi nhập thử vài cái code coi nó có cái gì. Hôm trước mình mới nhập có một cái là test server thôi, nên là sẽ có 2 triệu xu yên lượng nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi lại nhập thêm vài cái code nữa. Ở đây có thêm một cái code là tăng.
nó cho mình cái gì đây? Quay. À, mình khuyên anh em là nên dọn rương nha anh em, tại vì có thể tăng rất là có thể cộng nhiều lắm á. Ôi, rất là xịn, để mình mở ha, vô roi ra. Ê, mình để mình sử dụng con này luôn. À, anh em đợi mình xíu để mình ôi đẹp lắm anh em ơi. Anh em có muốn làm chùm thì cứ vào server này chơi. Anh em nhận được bánh bánh phong lộ, à đâu, bánh băng hỏa hay gì á. Để mình mua cái túi vải cái anh em ạ, chứ không là không vừa. Quay. Đâu rồi, túi vải đó trơn rồi. Đây. Cấp 3 nè. Cấp 1, cấp 2 đâu ta? Ê, cấp túi vải cấp 1 nằm đâu nhờ? Oh my god. Chắc bên lật hình quá anh em ạ. Để mình kêu anh em admin cái. À anh em ơi, mình quên. Ở đây có cái con NPC Tôn Ngộ Không mở 120 hành trang mình chưa test mà nè. Đây, anh em nào muốn mở thì cứ bấm vô đây. Đó, tuyệt vời. À, phải out game vào lại thì mới có hữu dụng nha em, mới có hiệu lực. Đấy rồi. Bây giờ mình sẽ nhập tiếp cái code nha. Hồi nãy biết thế mình mở trước để mình coi nha. Có một cái code tên là bánh băng hỏa nữa. Uầy, rất là nhiều đồ luôn anh em ơi. Anh em có thể coi nè. Tiếp một cái code cuối cùng của cái server test này là cái gì đây? Okane-chan. Và cái code cuối cùng là sách võ công. Ủa? Đúng mà ta. Bịp. Ây, chắc là hết sử dụng được rồi. Thôi, thì bây giờ mình sẽ qua lại con admin. Anh em có thể coi code ra nè, khá là xịn luôn. Một cái server mà đang mở test, anh em có thể nhập mấy cái code này vô là anh em làm trùng bà server rồi. Đó, anh em thấy không? Sách kỹ năng sơ cấp nè, bánh trung thu băng hỏa nè, và những cái sách tiềm năng, kỹ năng các kiểu. Và anh em có thể thoải mái mua pet, mua những vật phẩm tại NPC Gozo nha. Ok, thì mình đã quay trở lại rồi đây. Thì anh em có thể thấy là mình đang quay về con admin rồi. Ở đây có những cái danh hiệu để mình mở từng cái coi nó có đẹp không nha anh em. Ở đây là Bá Vương Học Viện nè. Tiếp theo là cái Kinh Thiên Động Địa. Chưa trang bị thì phải. Ai bị lag hay gì anh em ơi, đợi mình xíu. Đó, nó cập nhật rồi nè. Gia tộc truyền thuyết đó nha anh em. Và tiếp theo là, để mình coi là cái gì nữa đây. Bá Vương Học Viện là cái hồi nãy nè. Kinh Thiên Động Địa. Ê, nhưng mà nó bị lag rồi anh em ơi, buồn thiệt chứ. Thôi để mình đi qua coi Gozo nó có bán cái gì. Đúng rồi, mạng mình lag rồi. Dạo này mạng lag, hồi bữa mình livestream nó sập cả hai cái live mình vì vô cái mạng lag á. Ê, hey, để mình chút, để mình sửa cái mạng xíu. Ok, thì có chỉnh thử thì nó đã mực hơn xíu hồi nãy rồi. Bây giờ mình sẽ vào NPC Gozo xem mình coi có còn cái gì để mình test không. Thì anh em có thể mua những cái rune huyền bí này để nâng những cái bộ đồ cho nó nhanh nè. Hoặc là anh em có thể mua những cái rune đồ 10x ở đây nè. Ở đây có những cái rune vũ khí 1x mà mình nghĩ là anh em không có xài đâu. Mình nghĩ là anh em nên mua cái túi lượng này. Bởi vì nó, ví dụ anh em đang có nhiêu đây lượng, anh có 10 lượng trong mỗi ôi, ai mở vô rồi kìa.
anh em chỉ cần tốn 10 lượng và anh em sẽ nhận được gấp mấy lần cái số lượng anh em bỏ ra đó. Rất là xịn luôn. Anh em có thể mở rune huyền bí nè, ra đồ rồi lát rồi bà mẹ nó ra đồ 7x các kiểu á. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mình sẽ đi vào làng cổ mình úp thử coi có những cái gì mới không. Không biết có cái map nào mới không, có hang động. Đây có những cái phân thân lạnh nè, không biết có phân thân không để mình coi coi. Phân thân xịn á, chứ server nào thì mình nghĩ cũng sẽ có phân thân rồi. Ở đây có những cái bí kíp. Ồ. Bí kíp xịn nè anh em. Uầy. Giờ mới để ý. Ở đây có rune tề thiên nữa nè. Mặt nạ tề thiên nữa nè. Đó. Mở rune tề thiên anh em sẽ nhận được quần tề thiên đại thánh. Ôi ôi ôi. Để mình thử mở nguyên cái bộ tề thiên coi. 10 rương đi. Sao cái tên nó giống như nó giống như cái bộ thiên vương vậy anh em, mà nó là tên tề thiên đại thánh nè. Đó. Có cái bí kíp pro max nữa nè. Bí kíp này pro để mình coi coi nó có mạnh hơn cái kia không. 4.000 năm. Ồ, bí kíp của mình thì vẫn mạnh hơn. Để mình chạy qua bên làng coi mình coi hang động nó có cái gì nha. Mình sẽ đi thử hang động coi. Nó với cái con ặc này siêu vip như thế này thì nó đi hang động nó nhanh đến cỡ nào nha. Ôi, qua bên đây có cả cái danh hiệu trùm Osaka nữa. Nè, tới cấp 95 nè. Ôi, lâu lắm mới lượt qua là hang động á. Tàn sát thử coi. Ôi, bá quá anh em ạ. Anh em để coi rồi mình đánh con boss. Rất là đơn giản luôn. Ủa, con boss chết rồi hả? Quá đơn giản vậy. Mình sẽ ngưng tàn sát lại và chạy qua bên map này. Mình nghĩ là không biết map này tàn sát được không, để mình thử coi. Ồ, được anh em ạ. Đó. Mấy cái con này thì mình đánh một bắn một mạng rồi. Ôi, mình sẽ nhận được yên nè, anh em có thể mở. Ủa. In ít nhờ. Chắc là đang test nên là admin chưa chỉnh lại. Sau này thì chỉnh lại sau. Ở đây thì để mình coi có skill phân thân nè, để mình gán vào ô thứ tư. Biến phân thân coi có không. Có phân thân không ta? Hình như không có phân thân anh em ạ. Có những cái skill này đã nâng full rồi nè. Để mình thử sử dụng skill 9x này coi nó. 10x chứ nhầm. Ôi, với cái đam này của mình mà có thêm đan nữa thì thôi tuyệt vời luôn. Anh em thấy chỉ số của mình không? Một cái server gốc mà mình có cái đam như vậy thì quá là bá đạo rồi. Bởi vì có cái con tề thiên đại thánh này được boost chỉ số rất là bá luôn. Ây, nếu mà nó sao con này nó không đánh boss nhờ. Nó không đánh boss thì tới Tết nó mới xong được cái map này. Đó. Ôi, con boss non quá anh em ạ. Mình đánh từ xa cho em coi nó máu nó tuột nè. Đó anh em thấy không? Nó chết nữa rồi. Khi mà con boss nó chết thì nó sẽ kéo theo mấy con kia chết luôn. Và cái map cuối cùng ở dưới đây có một cái con boss màu tím. Ủa? Đây. Mình bắn cung rồi anh em. Đó. Gần chết rồi đó. Skill 5 là gì đây? Skill 5 chắc là. Ô, chết luôn rồi. Khi mà nó chết hết rồi thì nó sẽ có mấy giây để anh em out khỏi cái hang động này. Đó, anh em được coi kìa. Đó, bắt đầu out rồi đó. Bây giờ mình sẽ qua coi nhận quà hang động nó có cái gì nha. Hang động 9x, mình nghĩ là sẽ có rương hang động 9x đó anh em. Đó. Hang động sao trường nhận thưởng. Nhận được 4 rương hang rương ma quái á. Đó. Ôi, có cái đao 7x, má chỉ số luôn nè.
Thôi thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi, và nếu anh em thấy clip của mình hay thì đừng quên để lại cho một like, một subscribe nha. Thì mọi thông tin thì mình để dưới phần mô tả video á, anh em có thể xuống đó và xem nha. Bye bye anh em, và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.